chồng đối tốt với cả thiên hạ ngoại trừ vợ thì nên trách ai? Tất nhiên sẽ có rất nhiều người đàn ông bản tính họ thích thể hiện với người ngoài nhưng lại thích so đo tính toán nhỏ nhen với người vợ thì em Dung không nói làm gì. Nhưng có nhiều trường hợp người đáng trách không phải là các anh. Hôm nay em Dung sẽ phân tích tâm lý người đàn ông tại sao đối tốt với người ngoài nhưng lại không tốt với vợ mình. Một người đi làm kiếm tiền, có một công việc hoặc là kết hôn với một mong muốn rất là cao cả, đó chính là có tầm ảnh hưởng đến người khác. Khi mà người đàn ông họ kiếm tiền ấy thì họ mong muốn rằng họ có được quyền lực, có được sự chú ý và giá trị trong một mối quan hệ. Nhưng mà bạn hãy quay trở lại nhìn hôn nhân của mình mà xem, có phải rằng khi mà bước vào hôn nhân thì bạn coi chồng bạn giống như là một thứ tài sản, coi chồng bạn giống như là một món đồ sở hữu và bạn luôn luôn đòi hỏi và khai thác họ, bạn quên mất việc quan tâm đến họ. Họ sẽ cảm thấy họ không còn giá trị trong mắt vợ. Dù có làm bao nhiêu đi chăng nữa, họ phấn đấu bao nhiêu đi chăng nữa nhưng luôn luôn nhận được một sự chê trách coi thường và đôi khi họ bước về nhà thì cái điều đầu tiên mà bạn nhìn thấy ở họ là những sai lầm, những điểm khó chịu và góp ý thẳng vào mặt chồng. Rất nhiều người vợ nghĩ rằng khi mình góp ý trực tiếp như vậy thì càng ngày chồng mình sẽ càng hoàn thiện hơn. Nhưng bạn hãy nhớ một điều rằng bạn đang ở vai trò một người vợ chứ không phải là một người thầy cô giáo hoặc là một người mẹ để có thể giáo dục và thay đổi được chồng mình. Điều duy nhất mà bạn nên làm đó là yêu thương, thấu hiểu và tôn trọng và khích lệ chồng thì người chồng mới không quay lưng với vợ. Chị em hãy nhớ nhé.